là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 thành phố trực thuộc, 2 thị xã. Bình Dương đang cất cánh trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đô thị kiểu mẫu hàng đầu cả nước. Bình Dương, tâm điểm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chưa đến 15 km, sở hữu hệ thống giao thông thủy bộ hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng hiệu quả. 2 năm liên tiếp được diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới ICF bình chọn Smart 21, thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới. Với hơn 10.000 hectare từ 28 khu công nghiệp đang hoạt động, cùng 5.600 hectare sẽ được bổ sung quy hoạch, Bình Dương sẽ tiếp tục dẫn đầu trong thu hút đầu tư. Lũy kế đến năm 2019, Bình Dương đứng thứ hai cả nước, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh về thu hút FDI với gần 4.000 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 34 tỷ đô la Mỹ. Dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp 17% với 5.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký trên 32.000 tỷ đồng. Bình Dương có tỷ lệ đô thị hóa cao hơn trung bình cả nước 39,2%. Năm 2019 đạt 80,17%, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ đạt 82%. Cùng với sự phát triển thần tốc về kinh tế, hạ tầng, dân số tỉnh cũng liên tục tăng vọt với 2,4 triệu người, tăng gần 1 triệu người chỉ sau 10 năm. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, gần 1 triệu công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước. Ước tính mỗi năm sẽ tăng hơn 80.000 lao động từ ngoài tỉnh đến làm việc và sinh sống, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của thị trường địa ốc. Hiện Bình Dương tiếp tục duyệt đầu tư cho 114 dự án căn hộ và khu dân cư. Riêng thành phố Thuận An có đến 36 dự án. Dù tỷ lệ hấp thu tốt, nhưng hơn 74% dân nhập cư tại Bình Dương hiện nay vẫn phải thuê nhà để ở. Bởi mức giá nhà đất tại Bình Dương hiện tại khá cao, đặc biệt tại các thành phố trẻ như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một có giá dao động từ 22 đến 35 triệu đồng một mét vuông. Trong đó, căn hộ có giá trung bình từ 1,2 đến hơn 3 tỷ đồng.